Dạ, chào buổi chiều cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị một buổi chiều có nhiều niềm vui nha. Dạ, buổi chiều hôm nay con giới thiệu với cô chú anh chị cái lô mai lá ngọc cành vàng lá sen nha cô chú anh chị. Thì cái này con có ở khoảng 100 cây nha. Thì những cây thì nó có cứng cáp hết nha cô chú anh chị. Nè, cái này khoảng chừng 10 ngày 2 tuần nữa là mình lấy bo được nha. Một cây được hoài bo nha. Cây thì con có xử lý đế nè. Gốc thì nó to hơn ngón tay út của mình nha. Mỗi gốc đều to ngón tay út của mình. Thì cây cứng cáp con có quấn đủ thứ loại đế hết. Ví dụ như cô chú anh chị có thích gốc gốc hình thú, hình thú nằm như vậy con cũng có nha. Còn nếu mà mình muốn quấn kiểu này kiểu kia như vậy con cũng có luôn. Để ngoài cho cô chú anh chị xem nha, quấn lò xo hoặc này kia thì gốc nào cũng cỡ đầu ngón tay út mình, cỡ ngón tay út mình trở lên nha. Thì con ghép cũng có cây thì hai tượng, có cây là một tượng. Thì những cây này con bán với giá là 200.000 một cây, con bao phí ship từ hai cây. Cô chú anh chị mua hai cây thì con bao phí vận chuyển nha. Thì cô chú anh chị thích cây loại đế như nào á thì cứ nói và con kết bạn Zalo cũng được, rồi con chọn cây cho cô chú anh chị. Còn nếu mà con tự lấy thì con sẽ lấy những cái đế đẹp đẹp cho cô chú anh chị giao nha, con giao cho cô chú anh chị nha. Rồi những cái bông cây này thì bông của nó là búp vàng đậm nha cô chú anh chị, chứ không phải là loại vàng 18 nha. Cái này là loại vàng 24, vàng lá sen 24 nó. Thì cô chú anh chị muốn sưu tầm những giống mai cành vàng á thì liên hệ với con. Con cũng có nhiều giống cành vàng á, rồi cô chú anh chị thích thì cứ alo con, rồi con sẽ gửi những cái mặt hoa cho cô chú anh chị xem ha. Rồi cô chú anh chị có thích mua thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Và nhìn những cây này cũng mạnh hết rồi nè. Rồi con xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Dạ con xin hết ạ.